Có nghĩa là vậy nè, game này á, nó sẽ để một cái tiền tố, ví dụ chữ SW thì mình phải gõ một cái tên tiếng K nằm có chữ SW đứng đầu, hoàn thành thì nó sẽ chuyển một tên đứa khác. Ok ok, hiểu lên là mới gửi rồi mà. Bảo cho game rồi thôi. Người trong văn phòng, cái băng đại bàng giờ đã biến thành băng rồng. Em cũng chưa hiểu lắm bắt đầu. Đi rồi bảo gõ chữ 2 là được. Nên là mình cần fill up được cái chữ đó đúng không? Hi rồi thêm chữ G hờ nữa. Nghĩa là anh nhập lại cái chữ đó không? Nhập lại đầy đủ chữ á. Đó bảo thêm sao cho nó ra cái đó. Anh đỡ. Ủa tự nhiên mình chỉ nó là gì? Sợ. Vân chạy mồ hôi. Vậy không? Ủa để sao được? Từ để không được đi sao ra chữ. Ok. Ủa mình được chỉ dùng cái đây như đây. Chữ cái. Khó vậy, từ này khó quá. Ban đầu. Em tưởng nó phải bắt đầu. À nó còn hiện những cái chữ là không còn sử dụng nữa đó, chết mẹ. Là sao? Là ở dưới nó sẽ tô đen nữa nè. Đâu có thấy gì đâu. Ủa sao của em đâu có thấy? Nửa ED nữa kìa. Ừ. Sao được? Edit. Má. Edit kìa, em nói được chữ edit rồi đó. Ô từ mà tích. Nè. Má bảo vệ quá vậy. À không, cái này là reo L á I S FBI open up. Island. Trời ơi. Hour. Ủa sao đi dài vậy đó? Em gì ấy trời từ đấy đúng rồi má, nó dài dòng dễ sợ. À ai hình hay là ai chơi sử dụng hết cái bọn này là chiến thắng đó ta. Cái gì ta rồi xong rồi chết. Ủa gì đơn giản không chơi đâu để vô mình. Ui cả quỷ xe hay là CI á, tiếng nó viết hoa mà không phải CL đâu. Của bạn giờ là của tôi. Má chó cái gì vậy? Bấm không kịp. Viết tới đây em, nó vẫn còn cho em viết là random. Em bị lắc rồi anh ơi. Không, bàn tay của em nó bự rồi. Chết rồi. Bum. Rồi, ông vua trò chơi rồi. Bảo ghi đúng nữa, cái là vua trò chơi. Ủa, còn đen nữa hả? Wow. Trận đấu này thật căng thẳng. Nó gọi chữ ui đúng không? Viral. Yeah. Rồi chơi lần nữa nè. À chút cáo cuối cùng ạ. Trời. Open. Ủa tới chị hả? Ủa lại gì vậy? Nó có chữ R. Ừ ốc rồi phải có chữ R mà giờ từ gì vậy? Ủa nhớ mình mà. Ủa đó hả? Trời sao có thảo dễ quá vậy? Tiếp Tips. Hồi nhớ chỉ đại cho em nha. PH bằng 7 gì là trung tính. Tự nhiên cái OPH là gì? KO. KO luôn. KO luôn. À nó KO đi. Tụi bay đừng có chơi tao vậy. Anh bạn à. Riết rồi, riết rồi. KO. Cái gì vậy? Thôi giờ. KO. Mẹ. Hai rau chết mẹ. Gà hai rau. Còn tao nhớ ra là C với bài K. Empire xứng nhỉ? E S E Empire E R. Cú. Cú hả? Cú đen. Cớp. Cúp. Cú te. Cú te. Cú luôn đi. Trời ơi. Chết rồi đó giờ. Mày đi cấm mẹ đi. Cú cấm bờ đấy chứ. Mẹ. Ai vậy? Anh Lan. Dừng lại thôi. Hết rồi. Hết rồi. Hết rồi, là hết rồi. Từ từ. Má nãy giờ mình cứ tìm cái chữ đứng đầu mà mình không nghĩ, nó nhét nó vô giữa này nọ. Đó. Đâu có nhớ liền được. Chết. Thêm chữ C đằng trước. Vậy ghi chết đi. A. Ability. DNE luôn. Này là phải rồi, một cái ở giữa, nhét ở giữa rồi. ADNE. DNE kìa. Ừ ha, sách nè, cảnh báo. Nhưng mà chữ A hết được xài rồi mà đúng không? Đâu không. Em thấy chữ A màu đen rồi mà. Gì không phải không? Able. Blip. Able. Ừ, Able cũng được. Potato. Police. Terminator. Đó. Nó đi dài quá. Nó dài cho anh già chưa? Phải chết cái dòng đầu. Intelligent. Intelligent. Dine. Divide. Yeah. After Effect. Này âm này dễ mà. Ê. Chữ nào vậy? Không phải đâu. Aesthetic á. Má nó không phải. AES mà. AES hả? Lạnh. Lạnh quá. Lửa nào? Trò này quá ngắn mà đúng không? Chết mẹ rồi. Chết rồi gì ta? Đáp lời. Giá heo. Mày đừng có đưa mấy cái thằng vô nữa. Sao mày nghe nó vậy? Không biết cái gì đâu. Đánh lại. Grass, grass, grass cỏ anh. Kìa. Skate. Skate. Đó, nó dài vô bông. Vô bông bông. Bông. Assist mà. Bông, assist. Assist chứ. Rồi. Ủa? Sao em thảm được nó vậy? Rồi, lát rồi. Lát rồi. Kìa, đó hồi nãy nói vậy đó. Quá tới đâu là bầm người. EA game, it's in the game. Eagle. Order. Cho em order một cái màn cắt anh sáng rồi hả kia. Order. Order. Còng kềnh. Còng kềnh. Dissing. Để luôn đi. Dissing luôn đi. Nói cái chữ. Nói cái chữ Y như sau nữa. Ủa xe xóa ấy. Missing. Miss. Assist đồ. Sister. Sit. Step sis. Chơi lười. Thôi. Rõ vừa đủ rồi. Little. Về. Vegeta. Ê, nó đéo phải từ. Nó đéo trời rồi. Vegetable thì còn được nha. Dễ hả? Crown. Chẳng lồ lẻ vậy. Card. Tại sao nó không được? Ủa, để cho nó hả? ARRT là cái gì? Card. Bơm. Mới đâu mà em thấy đằng trước đó. Sát anh ơi, sát anh ơi. Mẹ. Ủa? Em ơi. Nhét chữ O vô là đó. Ô liu. Nhanh quá vậy. Sao anh đã biết? Nữa. Chết mẹ rồi. Nãy mày có phớt rồi, bây giờ mày chơi tới rồi tao. Là gì? Sex. À, nhỉ. Illegal. Hai chơi lại nữa. Phải. Vậy không được rồi. Chiêu cũng được mà. Ủa không? Illegal. Ama. Ami. À, cái thằng này. Đi chung với đặt đu. Đi explore. Hay gì? Nice anh. Ủa mà được quên rồi. Rớp luôn em khỏi cần bờ. Rớp bên định đa bành sao à? Ôi trời, chưa chim mà. Urin. Urin này. Hỏi ghê quá mày ơi. Ghê luôn anh. Chết mẹ. Chết rồi. One night fuck. Hả? Không rồi, ông. Khó quá vậy. Rồi thôi thua rồi. Conference. Tiếng Anh. Conference. Khó á. Nè. Ren á anh. R-E-I-N hình như có. Ven. Ủa nó sẽ lên luôn. Ven. Ra kìa. Ratatouille. Cho anh trở thành Liên Quyên đi. Anh đưa em lên sofa. Mẹ nãy ghi chữ á thì chị không chịu đâu. Bây giờ thì viết cho dài vô. Calorie. Ờ đợi. Viết dài á. Alibaba. Hết biệt á. Từ từ. Rồi xong thắng rồi. Khoan, nó hết biệt giữa trường hay sao? Đó là một vài trò có thể chơi với đám bạn bằng điện thoại, không chơi bằng máy tính như hàng kia. Các bạn có thể tham khảo để chơi chung với đám bạn của mình. Vào mùa dịch ở nhà Sài Gòn thất bại, chứng tỏ là ở Cần Thơ học được lắm mọi người. Đúng rồi, đó là mọi người hãy đến Cần Thơ để Sài Gòn học nữa, về Cần Thơ học đi. Về ngay, về ngay. Đó là share subscribe cho Người Trong Văn Phòng nha. Tụi mình có lên TikTok nữa đó, lên chỉnh chơi nha. Bye bye. Lên chỉnh nghe chuyện cười. Nhấn subscribe ở đây, YouTube ở đây, follow TikTok ở đây, like cái bài thường ở đây.